Ngày 27 tháng 10, thông tin với báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ huy Công an huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội cho biết vừa bắt quả tang tạm giữ đối tượng Hoàng Thị Khánh Linh, 20 tuổi, ngụ cụm 2, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 25 tháng 10 lực lượng công an phát hiện Linh đi xe máy đến cụm 3, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng và phát hiện một gia đình tổ chức đám cưới cho con. Lợi dụng lúc gia đình đón dâu, Linh lẻn lên tầng 2 vào phòng ngủ giật mở tủ lấy 51 phong bì tiền mừng cưới, tổng giá trị hơn 19 triệu đồng. Phát hiện người lạ, gia đình đi kiểm tra thì thấy Linh đang lục lọi tủ nên trình báo công an. Qua đấu tranh khai thác, Linh thừa nhận hành vi trộm cắp. Ngoài ra, Linh cũng khai nhận đã gây ra 4 vụ khác cũng với thủ đoạn trà trộn vào đám cưới, lợi dụng lúc gia đình đón đưa dâu để thực hiện hành vi phạm tội. Trong đó có 2 vụ xảy ra ở xã Hạ Mỗ, hôm 24 tháng 9 và xã Tân Hội, 19-9 và 2 vụ khác ở cụm 8, xã Thượng Mỗ, ngày 3 tháng 10, vụ ở thôn Vân Lôi, xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ ngày 24 tháng 10. Tổng số tài sản trong 4 vụ trộm cắp là 200 triệu. Công an xác định thủ đoạn của Linh là ăn mặc đẹp, đeo túi sách, đi xe sang vào đám cưới như khách mời để tránh sự nghi ngờ, sau đó tìm thời cơ đột nhập vào nơi cất giấu tài sản để trộm cắp. Các đối tượng lợi dụng lúc gia đình tổ chức đón, đưa dâu để thực hiện hành vi trộm cắp bởi lúc đó mọi người đang tập trung vào nơi tổ chức hôn lễ mà sơ hở, mất cảnh giác, đại diện công an huyện Đan Phượng thông tin.